quân đội Syri phát hiện bất ngờ tại kho hóa chất của cục bố ở Duma. Quân đội Syri đã phát hiện các hóa chất có nguồn gốc từ các phòng thí nghiệm và nhà máy của Anh Đức trong khi lục soát các kho chứa vũ khí hóa học mà lực lượng khủng bố bỏ lại khi trốn chạy khỏi khu vực Duma. Phó phái viên Syri tại tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW Gassan Obadis trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 4 tại Hà Lan cho biết quá trình lục soát các nơi chứa vũ khí hóa học do các lực lượng khủng bố bỏ chạy khi chạy trốn khỏi Duma, họ đã tìm thấy các hóa chất có nguồn gốc tại Đức, Anh và cả phòng thí nghiệm Poston Dow ở Salisbury, Anh. Ông Obais cũng kêu gọi các chuyên gia OPCVK tới khám nghiệm hiện trường tại Duma và hy vọng cuộc điều tra có thể xóa bỏ các cáo buộc ảnh hưởng tới chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuyên bố của ông Obadi dường như gợi lại phát biểu phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra hồi tuần trước rằng chất hóa học chlorine và bom khói do Anh và Đức sản xuất được tìm thấy trong khu vực từng bị lực lượng khủng bố kiểm soát ở Đông Guata. Ngày 14 tháng 4, Liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã nã các tên lửa hành trình vào Syria nhằm đáp trả cáo buộc Đà Mát tấn công vũ khí hóa học vào dân thường sinh sống ở khu vực Duma. Theo Sputnik, các nước phương Tây đã đưa ra quyết định tấn công dường như một phần dựa vào đoạn video lan truyền trên mạng do tổ chức y hamas ghi lại được cho là các nạn nhân sinh sống ở duma bị trúng vũ khí hóa học của damas tuy nhiên một cậu bé đã xuất hiện trong đoạn video cùng các y bác sĩ ở bệnh viện tại duma đã phủ nhận tính xác thực của đoạn video nêu trên làm dấy lên nghi ngờ rằng nhóm mũ bảo hiểm trắng đã dàn dựng hiện trường giả để gây bất lợi cho chính quyền tổng thống assad trong khi ba nước phương tây cho rằng quyết định tấn công Syria là chính xác và có tác động gian đe damas không tấn công bằng vũ khí hoặc trong tương lai, thì cả Syria và Nga đều lên án hành động của Mỹ, Anh, Pháp là vi phạm luật quốc tế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hòa bình trong cuộc nội chiến kéo dài ở Syria. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Nga tiếp tục bóc mẽ đợt tấn công Syria của Mỹ và đồng minh. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 4 tiếp tục bóc mẽ cái cớ và độ hiệu quả của đợt tấn công tên lửa mà Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria hôm 14 tháng 4. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ đã đưa ra một cái cớ vô căn cứ để tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Syria. Theo giới truyền thông Nga, ngày 26 tháng 4, đại diện của Nga tại Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW sẽ tổ chức một buổi họp báo tại trụ sở của tổ chức này ở Hà Lan về vụ việc tấn công vũ khí hóa học tại thị trấn Duma của Syria mà Moscow cáo buộc là giàn dựng. Dự kiến sẽ có nhiều nhân chứng về vụ việc này được mời đến buổi họp báo. Cuộc họp báo diễn ra không lâu sau khi đài truyền hình Nga Russia 24 mới đây phát đi một đoạn phỏng vấn độc quyền về cậu bé 11 tuổi có tên Hassan Diab về việc cậu từng được mời để ghi hình cho đoạn băng về vụ tấn công hóa học tại Duma hôm 7 tháng 4 mà tổ chức mũ bảo hiểm trắng White Hamid cung cấp. Theo đoạn phỏng vấn này, gia đình cậu bé đã nhận được một ít kẹo và gạo khi tham gia buổi ghi hình để dàn dựng cho vụ tấn công hóa học nêu trên. Không chỉ có những bằng chứng sống xác thực trong tay, Bộ Quốc phòng Nga với những lời lẽ rất khoa học, hôm qua đã bác bỏ các trụ sở của Syria mà Mỹ và đồng minh đã tấn công, chứa chất độc hóa học. Trung tướng Sergei Ruskoy thuộc Bộ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga cho biết, hàng nghìn người có thể đã tử vong nếu như thực sự có bất cứ loại vũ khí hóa học nào tại các điểm mà Mỹ và đồng minh tấn công. Nếu đúng như Mỹ và phương Tây nói, rằng có những chất độc hóa học được lưu trữ trong những tòa nhà mà họ tấn công sẽ có một sự nhiễm độc lớn sau cuộc tấn công đó. Và vụ tấn công gần Đa Mát có thể đã giết chết hàng chục nghìn người, ông Ruskoi nói. Theo vị tướng Nga, nhiều nhân viên từng làm việc trong các trụ sở nghiên cứu và người dân đi đường không hề mang theo các thiết bị bảo hộ đến nay vẫn an toàn khi đến thăm các địa điểm này sau khi xảy ra vụ không kích. Ông Ruskoi tiết lộ, tổ chức cấm vũ khí hóa học cũng đã xác nhận rằng không tìm thấy vũ khí hóa học nào ở trung tâm nghiên cứu giờ ở thủ đô Damas, nơi Mỹ đã dùng tên lửa để săn phẳng hôm 14 tháng 4. Không chỉ dừng lại ở việc bóc mẽ cái cớ vụ tấn công hay các mục tiêu tấn công của Mỹ và đồng minh chỉ là các địa điểm dân sự. Phía Nga hôm qua một lần nữa đã đánh giá chi tiết về độ hiệu quả của đợt tấn công của Mỹ, Anh và Pháp. Trung tướng Sergei Zhutskoy khẳng định, trong tổng số hơn 100 tên lửa thông minh được Pháp, Anh, Mỹ bắn vào Syria, chỉ có 22 tên lửa được nhắm đến chúng mục tiêu. Theo vị tướng này, hai quả tên lửa Tomahawk của Mỹ không phát nổ trong vụ tấn công và nhiều bộ phận của loại tên lửa này đã được chuyển tới Nga để nước này nghiên cứu nhằm cải thiện hơn nữa các hệ thống vũ khí của Nga. Dù đợt tấn công vào Syria đã diễn ra được gần 2 tuần, song rõ ràng khác với đợt tấn công lần đầu tiên hồi tháng 4 năm ngoái, Mỹ đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ chính phủ Syria cùng với những phản ứng cứng rắn từ đồng minh của quốc gia Trung Đông này. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Nga thú nhận số tên lửa Mỹ bị bắn hạ không phải 71. Bộ Quốc phòng Nga thay đổi số tên lửa liên quân Mỹ bị phòng không Siri bắn chặn ngày 14 tháng 4 từ 71 xuống còn 46. Dữ liệu thu thập từ hệ thống phòng không và trinh sát, công tác hiện trường và phỏng vấn nhân chứng cho thấy hệ thống tên lửa đối không Panzer, Ossa Stella 10, Bắc, Kvarad và S-125 bảo vệ thủ đô Syri và các sân bay Juvali, Duma, Blay và Major lân cận của không quân Syri đã phá hủy 46 tên lửa hành trình. Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Ruskoy nói hôm qua, những tên lửa của Liên quân Mỹ đã bị phá hủy trong 5 khu vực đánh chặn, 3 trong số đó nằm ở phía tây nam Damascus và hai khu kia ở phía đông thủ đô Syria. Ông Ruskoi nói thêm, theo TASS. Quan chức Nga cũng nói rằng Moscow sẽ sớm cung cấp cho Syria hệ thống phòng thủ tên lửa mới. Ông không nêu rõ loại vũ khí, nhưng truyền thông Nga trước đó đưa tin Moscow đang xem xét bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria. Sau khi cáo buộc chính quyền Syria tấn công hóa học khiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại Duma, Mỹ, Anh, Pháp ngày 14 tháng 4 phóng 105 quả tên lửa vào Syria. Nga ban đầu nói rằng phòng không Syria đã bắn hạ 71 tên lửa trước khi sửa thành 46 như hiện nay. Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định không tên lửa nào bị bắn hạ. Nga ngày 25 tháng 4 cho biết các chuyên gia nước họ đang kiểm tra hai tên lửa xịt của Liên quân Mỹ trong vụ không kích Syria. Moscow cho biết kết quả kiểm tra sẽ được phục vụ cho mục đích cải thiện vũ khí Nga. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Giải pháp giúp Nga chuyển giao tên lửa S-300 cho Siri trong một tháng Việc tận dụng, chỉnh sửa bệ phòng sẵn có thể giúp quân đội Nga cung cấp tổ hợp S-300 cho Siri một cách nhanh chóng. Nguồn tin quân đội Nga hôm 24 tháng 4 cho biết, Bộ quốc phòng nước này có thể tận dụng các bệ phóng tên lửa S-300 có sẵn trong kho niêm cất, chỉnh sửa chúng theo yêu cầu thực tế và chuyển giao cho Syria. Phương án này giúp Damas sở hữu hệ thống phòng không S-300 chỉ trong một tháng, thay vì phải chờ gần hai năm như thông thường. TASS đưa tin. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó khẳng định, nước này không còn chịu rào cản trong việc cung cấp tên lửa phòng không S-300 cho Syria, nhất là sau khi cuộc không kích của liên quân Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Đa Mát sáng 14 tháng 4. Tuy nhiên, nếu Nga cung cấp tổ hợp S-300 hoàn toàn mới với cấu hình xuất khẩu cho Syria, Đa Mát nhiều khả năng sẽ phải đợi 18 đến 24 tháng mới nhận được những tổ hợp đầu tiên. Trong khi đó, việc tận dụng các tổ hợp S-300 nội địa Nga bao gồm nhiều bệ phóng niêm cất hoặc bị loại biên sau khi được thay thế bởi hệ thống S-400 sẽ nhanh hơn rất nhiều các tổ hợp S-300 chuyển cho Syria chỉ cần cấu hình lại để phù hợp với lưới phòng không của nước này quá trình đó mất khoảng một tháng nguồn tin quân đội nga cho hay bộ quốc phòng nga chưa bình luận về thông tin này nếu được trang bị hệ thống S-300 năng lực phòng không của Syria sẽ được tăng cường đáng kể đài radar nhìn vòng 64N6E các biên chế S-300 PMU-2 có thể phát hiện đồng thời 300 mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km đủ sức giúp lực lượng phòng không Siri phát hiện mọi mối đe dọa từ trên không. Một tổ hợp S-300 gồm 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng theo, mỗi xe mang được tối đa 4 đạn, cùng xe chỉ huy và radar các loại, radar điều khiển hòa lực, có thể dẫn bắn cho 12 tên lửa cùng lúc, nhắm vào 6 mục tiêu riêng rẽ, với tầm bắn tối đa 195 km. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.